Chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin vừa mới được cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, công tác quốc phòng địa phương được hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, điển hình như công tác xây dựng lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đón nhận gần 2.000 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Hoàn thành tốt các nội dung diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ. Năm 2024 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của Đảng và Nhà nước như kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh quốc phòng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của các cấp, tham mưu đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng công trình trong khu vực phòng thủ. Nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc, nhiều thanh niên của huyện Ân Thi tạm gác công việc, bảo lưu kết quả học tập, xung phong lên đường nhập ngũ. Năm 2024, huyện Ân Thi có hơn 900 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có khoảng 70 thanh niên viết đơn xung phong nhập ngũ, tập trung nhiều ở các xã Quảng Lãng, Tân Phúc, thị trấn Ân Thi. Sau vòng sơ tuyển tại các xã thị trấn, có gần 870 thanh niên được phát lệnh khám tuyển, tỷ lệ thanh niên tham gia khám tuyển đạt hơn 90%. Với mong muốn làm giàu trên chính đồng đất quê hương, cách đây 10 năm từ hai mẫu đất trồng hoa màu cho thu nhập thấp, gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, xã Tứ Sơn, huyện Khoái Châu đã chuyển đổi sang trồng cam đường canh, chuối tiêu hồng. Đến nay, trang trại của gia đình ông có tổng diện tích khoảng 25 mẫu, trong đó có 20 mẫu với trên 7.000 gốc cam đường canh. Để cây trồng cho năng suất chất lượng cao thì chỉ với kinh nghiệm của bản thân là chưa đủ, ông Tiến đã tìm tòi học hỏi bằng những chuyến thực tế tại các nhà vườn trong và ngoài tỉnh, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do các cấp tổ chức. Năm nay ông Tiến ước thu khoảng 80 tấn cam đường canh bán với giá trung bình từ 40 đến 50.000 đồng một kg, 5.000 đến 6.000 đồng một buồng chuối tiêu hồng, hàng chục vạn cây giống, 5.000 đến 6.000 gốc đào. Từ mô hình trồng cây, mỗi năm gia đình ông Tiến thu lãi từ 1 đến 1,5 tỷ đồng. Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 12, Hội Hữu nghị Việt Nam Lào Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho kiều bào và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Khăm Muông Oăn, Lào. Người dân đã được đo huyết áp, nhịp tim, khám mắt, tai mũi họng, được tư vấn một số bệnh phổ biến nhằm nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và được nhận các loại thuốc bổ, vitamin, thuốc tăng cường đề kháng. Bên cạnh đó, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng tủ sách tiếng Việt trị giá 5 triệu đồng cho trường tiểu học Thống Nhất ở thị xã Tha Khẹt. Hoạt động này nhằm thực hiện đề án ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, ban tổ chức còn tặng thêm hàng trăm phần quà có giá trị gồm các nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, ngày 23 tháng 10 và 23 tháng 11, Ủy ban đã họp kỳ thứ 19 và 20 xem xét quyết định một số nội dung xử lý kỷ luật cán bộ có nhiều sai phạm trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã ra quyết định cảnh cáo với ông Lê Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang và ông Nguyễn Văn Bường, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang. Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cho thấy Đảng ủy, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang có lúc chưa sâu sát trong lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát Ban Quản lý trong việc tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, dẫn đến Ban Quản lý có nhiều khuyết điểm vi phạm về công tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với Đảng ủy, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 và kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với 4 cá nhân có liên quan. Vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 9 tháng 12, lực lượng chức năng đã bắt được hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng khi cả hai đang lẩn trốn ở vùng rừng núi thuộc xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh sau nhiều ngày nỗ lực truy tìm. Trước đó, khoảng 15 giờ chiều mùng 6 tháng 12, lợi dụng sơ hở, hai phạm nhân
Phan Công Thành, sinh năm 1987, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, và Nguyễn Đắc Hoàng, sinh năm 1984, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ ở nhiều đơn vị địa phương triển khai truy tìm phạm nhân vượt trại. Qua nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng nhận định hai phạm nhân chưa ra khỏi huyện Cẩm Xuyên mà có thể lẩn trốn ở các xã Cẩm Hà, Cẩm Lạc thuộc huyện Cẩm Xuyên. Như vậy, sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng trốn trại, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Sau khi bị cháy vào tháng 1 năm 2023, chợ Dân Sinh nằm trong khu trung tâm thương mại xã Dân Tiến với diện tích gần 1.400m² đã được chủ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cũng như là hệ thống phòng cháy chữa cháy với kinh phí hàng tỷ đồng. Theo đó, công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hưng Hải đã cải tạo nâng cấp đổ bê tông kiên cố nền chợ, lợp tôn kiên cố mái chợ, đầu tư hệ thống điện tổng đồng bộ, trang bị 30 bình cứu hỏa mới với 4 họng nước chữa cháy, công suất lớn hoạt động tốt, kết nối với bể nước tổng 500 khối với tổng kinh phí 2 tỷ đồng, trên 50 tiểu thương với hàng chục gian hàng thường xuyên được ban quản lý chợ tuyên truyền tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho các tiểu thương cũng như bà con trong chợ. Thời gian qua, Công an huyện Tiên Lữ đã phát hiện và xử lý gần 700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng. Trong số xử lý, có 185 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 35 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 182 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Qua xử lý, lực lượng chức năng đã tạm giữ 246 phương tiện, tước có thời hạn 57 giấy phép lái xe các loại. Việc kiểm soát xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Người vi phạm là đảng viên, cán bộ đang công tác tại cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang bị phát hiện những trường hợp này. Ngoài bị xử lý vi phạm hành chính, các tổ công tác cảnh sát giao thông sẽ gửi thông tin vi phạm về các cơ quan đơn vị để xử lý theo quy định. Chương trình sẽ được chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Quốc hội Đan Mạch vừa thông qua dự luật coi việc đốt các văn bản tôn giáo bao gồm Kinh Koran ở nơi công cộng là hành vi phạm pháp. Động thái này nhằm xoa dịu làn sóng chỉ trích từ cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới sau khi liên tục xảy ra các vụ đốt hoặc xúc phạm Kinh Koran. Theo văn bản luật mới được Đan Mạch thông qua về Kinh Koran, các hành động mang tính xúc phạm như đốt, đá, cắt, xé hay làm ô uế các văn bản tôn giáo được coi là một cách công khai hoặc nhằm mục đích tuyên truyền rộng rãi những hình ảnh lệch lạc đều bị đánh giá là các hành vi ứng xử không phù hợp và bị cấm tại quốc gia này. Theo đó, những trường hợp vi phạm sẽ phải chịu mức án tù lên tới 2 năm. Đây được coi là nỗ lực của chính phủ Đan Mạch với mục tiêu ngăn chặn vụ đốt Kinh Koran liên tục xảy ra trong thời gian gần đây. Mới đây, tại hội nghị các bà mẹ toàn quốc đầu tiên sau 11 năm của Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un đã dùng khăn tay lau nước mắt khi nhắc đến tỷ lệ sinh sản. Nhà lãnh đạo kêu gọi thực hiện các giải pháp nhằm ngăn tình trạng này. Trước hội nghị, lãnh đạo Triều Tiên cho rằng đa giảm của tỷ lệ sinh là một trong những thách thức mà nước này đang phải đối mặt và kêu gọi các bà mẹ tham gia giải quyết vấn đề này. Chủ tịch Kim Jong-un khuyến khích các bà mẹ Triều Tiên thúc đẩy đoàn kết xã hội và hòa hợp gia đình, nuôi dạy con cái tốt. Hãng thông tấn trung ương nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết, khi kết thúc hội nghị, các bà mẹ Triều Tiên đã nhận được món quà từ lãnh đạo Kim Jong-un và nhiều người đã xúc động bật khóc. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, tỷ lệ sinh ở Triều Tiên hiện ở mức 1,8 trẻ trên mỗi phụ nữ. Kết quả điều tra dân số Triều Tiên công bố gần đây nhất vào năm 2008, khi đó nước này ước tính có khoảng 24 triệu người. Hiện nay, khả năng Triều Tiên có khoảng 25,7 triệu người. Cơ quan khí tượng Anh ngày 8 tháng 12 nhận định nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể ghi nhận mức tăng tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C trong năm tới, một mốc trong lịch sử khí hậu thế giới. Theo cơ quan khí tượng Anh, năm 2023 hầu như chắc chắn sẽ là năm nóng nhất từ trước đến nay, và năm 2024 có thể còn nóng hơn. Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong năm 2024 được dự báo tăng khoảng từ 1,34 đến 1,58 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Báo cáo lưu ý rằng, việc nhiệt độ trái đất tạm thời tăng ở ngưỡng 1,5 độ C trong một năm không có nghĩa là nhiệt độ thế giới sẽ vượt ngưỡng này trong dài hạn. Song đây sẽ là lời cảnh tỉnh, kêu gọi hành động khẩn cấp tại hội nghị COP28 nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân dẫn tới biến đổi khí hậu.
Trung Quốc mới đây đã khánh thành và đưa vào sử dụng phòng thí nghiệm khoa học ngầm lớn nhất thế giới và sâu nhất thế giới thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Phòng thí nghiệm mới được ra mắt của Trung Quốc được xây dựng ở độ sâu 2.400m, sâu bên dưới núi Cận Bình ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc. Hiện là phòng thí nghiệm dưới lòng đất lớn nhất thế giới, với sức chứa phòng lên tới 330.000 m3, tương đương khoảng 120 bể bơi cỡ Olympic. Nằm ở độ sâu cực lớn để ngăn chặn hầu hết các tia vũ trụ, phòng thí nghiệm được coi là địa điểm siêu sạch lý tưởng để các nhà khoa học phát hiện vật chất tối, một chất vô hình được cho là chiếm ít nhất 1/4 vũ trụ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18:30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.